bao giờ sính lễ anh trao, trầu cau mang tới em theo anh về. Thưa quý vị, đám cưới là việc hệ trọng cả đời người, và chính vì vậy, mọi người đều mong muốn làm những điều tốt nhất dành cho ngày đặc biệt này, như mặc lên mình bộ sa rê lộng lẫy hay khoác lên người một bộ vest chỉnh chu. Nhưng một đám cưới tại Long An mới đây đã gây bão cộng đồng mạng vì lễ cưới mang đậm nét truyền thống của người Nam Bộ. Đây là đám cưới mang hơi hướng hoài cổ của anh Nguyễn Hữu Kiệm, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Từ chiếc cổng tân hôn được làm từ thân cây chuối, tết lát dừa đúng chất quê, đến chuẩn bị đầy đủ 6 mâm quả sính lễ như mâm trầu cau, trà rượu, trái cây, nếp sóng, bánh phu thê, vân vân. Lễ rước dâu được tiến hành theo đúng nghi thức. Sau khi trình bái gia tiên, đoàn rước dâu bắt đầu sang nhà gái làm lễ đón cô dâu về nhà chồng. Đến trước cổng du quy, nhà trai trao mâm quả cho nhà gái. Khi vào nhà, chú rể và cô dâu làm lễ ra mắt trước bàn thờ gia tiên. Sau đó trình các mâm quả đã chuẩn bị, nào là trầu cau, trang sức, vân vân. Đặc biệt, trong đám cưới của anh Kiệm còn có thêm mâm y phục dành tặng cho cô dâu khi xuất giá. Đây là nón cụ quay tơ có mặt thịnh hành trong đám cưới nửa đầu thế kỷ thứ 20. Cô dâu đội nón cụ kết hợp cùng chiếc áo tất, miền Nam gọi là áo rộng hay áo thụng, vô cùng đặc trưng. Những nét đẹp trong phong tục lễ cưới truyền thống có ý nghĩa sâu sắc đối với anh Hữu Kiệm. Theo riêng bản thân của mình thì cái đám cưới truyền thống là một cái đám cưới nó chú trọng về cái mặt lễ nghi, cái nghi thức trong cái đám cưới. Những cái lễ nghi nghi thức đó là những cái tấm lòng của mình. Mình muốn thể hiện cho bề trên, ông bà biết để thì đó là cái lòng thành của mình, thì ông bà mới chứng minh cho cái cuộc hôn lễ của mình nó được viên mãn. Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hình ảnh những tà áo dài, áo thụng, khăn đóng, nón cụ xuất hiện trong lễ cưới ngày nay. Giữ gìn các nét đẹp của đám cưới truyền thống như thế này giúp lan tỏa giá trị văn hóa đến với nhiều người hơn, nhất là giới trẻ hiện đại.